một vị tiến sĩ với tâm huyết nâng tầm dược liệu Việt, một nhà nghiên cứu khoa học được cộng sự đánh giá là chỉnh chu, hăng hái, tiến sĩ dược sĩ Trần Đức Dũng đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ông chính là một trong những người đi tiên phong trong lĩnh vực mang dược liệu Việt vươn tầm thế giới, trở thành người Việt Nam đầu tiên xuất sắc nghiên cứu thành công dược liệu ưng bất bạc tại nước ngoài, vinh dự nhận được giải thưởng danh giá Trung y dược Hứa Hồng Nguyên của Đài Loan và bằng sáng chế của Hoa Kỳ trong việc ứng dụng công nghệ cao vào nghiên cứu bào chế chiết xuất ưng bất bạc chuẩn hóa, giúp phục hồi và bảo vệ tế bào gan. Sinh ra và lớn lên tại dải đất miền Trung đầy nắng gió, khô cằn, nơi cái nghèo và bệnh tật bủa vây những kiếp người cơ cực. Ngay từ khi còn là một cậu bé, tiến sĩ Trần Đức Dũng đã chứng kiến biết bao hoàn cảnh rơi vào đường cùng chỉ vì bệnh tật. Để rồi những năm tháng ngồi trên ghế giảng đường với niềm đam mê thảo dược được truyền từ đời cha ông, cùng với việc chứng kiến người mắc mới và tử vong do bệnh về gan ngày càng tăng, tiến sĩ Trần Đức Dũng khi đó vẫn luôn nung nấu ý tưởng về một sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ dược liệu quý ưng bất bạc mà quê hương mình vẫn dùng để chữa trị bệnh gan từ ngàn đời nay. Học cấp 3 là đã biết được là người dân tộc sử dụng tế của cái cây ưng bất bạc này điều trị các cái bệnh liên quan về gan. Thì tôi là có cái đam mê là đem cái dược liệu này sang Đài Loan nghiên cứu, là một trong những nước có cái nền khoa học kỹ thuật rất là phát triển. Tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội năm 2000, tiến sĩ Trần Đức Dũng mang giấc mơ sang Đài Loan để thực hiện quá trình nghiên cứu. Ngay khi đặt bước chân đầu tiên lên xứ người, tiến sĩ Dũng biết rõ rằng từ nay ông sẽ phải đối mặt với vô vàn thử thách. Thời gian đầu, khi còn phải làm quen với môi trường mới, gặp phải nhiều trở ngại, đặc biệt là kinh tế ít ỏi, khó có thể trang trải cuộc sống hàng ngày. Những buổi làm thêm vất vả khiến cậu thanh niên ngày ấy mệt nhoài, mỗi ngày chỉ ngủ 4 tiếng nhưng không hề chùn bước trên hành trình tiếp cận tri thức. Khi mà cái ngoại ngữ tiếng Trung còn kém này đấy, thì là, thứ nhất là tìm được việc làm thì rất khó. Buộc tôi là phải làm những cái việc gọi là việc phổ thông bình thường nữa. Ví dụ như là đi móc cổng rãnh, đi rửa bát, rồi là đi bưng bê. Buổi tối như vậy thì thông thường là cứ phải từ 2 đến 3 giờ, thậm chí là những hôm nào mà thứ bảy, chủ nhật đó, thì về là rửa xong, dọn dẹp xong rồi tầm phải 3 rưỡi, 4 giờ sáng bắt đầu đi về nhà. Người ta nói ở hiền thì gặp lành. Cậu sinh viên có dáng người nhỏ bé ấy may mắn được Hòa Thượng Quảng Tâm tại chùa Trần Quốc, Đài Loan cưu mang hỗ trợ miễn phí chỗ ăn ở để có thể chú tâm hoàn thiện sứ mệnh cuộc đời. Hòa Thượng Quảng Tâm là giúp tôi là có một cái phòng riêng để ở. Thế là thấy những cái công việc bắt đầu là tốt hơn. Thế bắt đầu tôi bắt đầu đi phiên dịch được rồi. Rồi ngoài ra còn là nhận những cái gọi là những cái hợp đồng mà liên quan đến về vấn đề về dạy tiếng Việt cho người Đài tại Đài Loan, làm trợ lý cho giáo sư chẳng hạn, có thể là giáo sư nhận đề tài để mình làm. Và rồi quả ngọt cũng đến với người kiên trì không bỏ cuộc. Tiến sĩ Trần Đức Dũng đã chứng minh được hiệu quả của ưng bất bạc, trong đó có 3 đề tài nghiên cứu về ưng bất bạc được đăng tải trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín. Cuối cùng sau 10 năm miệt mài, ông được vinh danh nhận giải thưởng danh giá nghiên cứu Trung y dược Hứa Hồng Nguyên và được Hội đồng Khoa học Đại học Y dược Trung Quốc, Đài Loan được bình chọn là nghiên cứu sinh hệ đào tạo tiến sĩ tốt nghiệp xuất sắc. Sau khi tôi tốt nghiệp thì cơ hội ở việc là làm ở Đài Loan cũng rất là nhiều. Thì thậm chí Mỹ còn có là ngỏ ý mời tôi sang làm việc. Tâm nguyện của tôi là được cống hiến cho xã hội, vì sức khỏe cộng đồng và thực tế hóa nền y dược học cổ truyền. Tôi là ước vọng là về Việt Nam để đem cái dược liệu quý ưng bất bạc này phát triển thành một cái sản phẩm hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan về gan nhằm bảo vệ sức khỏe người Việt vì sự phát triển của Việt Nam ngày càng thịnh vượng. Trở về Việt Nam, ông lại tiếp tục đào sâu nghiên cứu và kỹ lưỡng khi lựa chọn đối tác. Đến năm 2017, tiến sĩ Trần Đức Dũng lựa chọn công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI là đơn vị chuyển giao đề tài nghiên cứu ưng bất bạc để cho ra đời sản phẩm Hebosan. Đây là một trong những doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam thành công trong mô hình chuyển giao đề tài nghiên cứu của các nhà khoa học hàng đầu tại Việt Nam để cho ra đời các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Hơn 5 năm có mặt trên thị trường, Hemosan đã và đang khẳng định được vị thế, trở thành thương hiệu dẫn đầu, được người bệnh tin dùng và các chuyên gia đồng ngành đánh giá cao về hiệu quả trên bệnh nhân viêm gan virus B, C, gan nhiễm mỡ, men gan cao, xơ gan, người bị suy giảm chức năng gan, mẩn ngứa, mề đay, chán ăn, người đang trong và sau quá trình hóa trị xạ trị. Đối với cái sản phẩm Hemosan này thì khác biệt với những cái sản phẩm trên thị trường. Thứ nhất là nó được là hoàn toàn từ thảo dược. Chức năng mà bảo vệ và phục hồi cái tế bào gan thì của Ứng Bất Bạc vượt trội so với những cái dược liệu khác như là cà gáy leo, rồi là tam thất, rồi là nghệ vàng, rồi actiso, rồi diệp hạ châu. Và điều đặc biệt nữa là Ứng Bất Bạc này được chiết xuất chuẩn hóa, được Mỹ và Đài Loan cấp bằng sáng chế, thì đó là một cái hoạt chất rất là tinh khiết và tăng cái tác dụng của nó rất là nhiều. Và hơn thế nữa thì nó lại tồn tại được cái hai cái cặp đôi rất là hoàn hảo, hai cái flavonoid đó là diosmin và hesperidin. Sản phẩm Hemosan này để kết hợp thêm được cái phosphor complex là bào chế dạng là liposome thì có hiệu quả gấp hơn 100 lần so với là silimacin thông thường. Năm 2018, nhằm bảo đảm nguyên liệu đầu vào đủ số lượng và chất lượng đáp ứng cho sản xuất Hemosan, tiến sĩ Trần Đức Dũng cùng các kỹ sư lâm nghiệp tại Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ Hà Tĩnh đã thành công đưa dự án sản xuất thử nghiệm giống và dược liệu từ nguồn gen Ứng Bất Bạc trở thành một trong 7 dự án cấp quốc gia được Bộ Khoa học Công nghệ phê duyệt trên tổng số 200 dự án. Dự án đã tạo nên nhiều giá trị bảo tồn, phát huy được nguồn dược liệu quý, mang lại cơ hội việc làm cho người dân trong vùng. Do cái tình hình là gọi là khai thác tự nhiên thì ngày càng cạn kiệt ý. Đây là một cái tính cấp thiết và được Bộ Khoa học và Công nghệ duyệt cho chúng tôi một cái dự án bảo tồn sản xuất nguồn gen Ứng Bất Bạc tại địa phương Hà Tĩnh. Và đây là cũng là một trong những cái là thế mạnh để tạo ra được là một cái vùng dược liệu sạch theo tiêu chuẩn GAPHU để phục vụ sản xuất sản phẩm Hemosan. Để đạt được liên tiếp những thành quả như ngày hôm nay, đằng sau tiến sĩ Dũng là một người vợ đảm nhiệm vững chắc hậu phương trong gia đình. Bên trong có ấm thì bên ngoài mới yên. Sự hy sinh và thấu hiểu của người vợ hiền đã giúp cho tiến sĩ Dũng dồn toàn tâm toàn ý vào công việc nghiên cứu. Tuy vậy, tiến sĩ Dũng vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho vợ con, dạy con học, chơi cùng con. Những điều vô cùng giản đơn này lại có ý nghĩa và ảnh hưởng sâu sắc đến sự thành công của tiến sĩ Trần Đức Dũng. Thì vợ con cũng rất là ủng hộ tôi trong cái vấn đề này. Và một mặt nữa thì những cái việc phụ ở trong nhà, việc gia đình thì hầu như là vợ tôi là cũng lo và quản chuyện để tôi là có một cái thời gian nhiều dành cho nghiên cứu khoa học. Khi nói về chồng tôi là anh Trần Đức Dũng ấy, thì tôi cũng rất là tự hào. Thứ hai nữa là anh ấy đã giúp cho rất là nhiều người về trong cái công tác mà chữa bệnh. Không những mà về cái bệnh về các bệnh về gan mà ngoài ra còn rất là nhiều các loại bệnh khác nữa. Vậy là từ cậu nhóc bé nhỏ đồng cảm với nỗi đau của đồng bào đến chàng sinh viên gầy gò quyết cống hiến thanh xuân để chứng minh cho cả thế giới thấy sức mạnh của thảo dược Việt Nam bằng ý chí gai góc mạnh mẽ, tâm nguyện của tiến sĩ Trần Đức Dũng đang ngày càng được hoàn thiện hơn sau bao thành quả phấn đấu nỗ lực. Mặc dù chỉ mới xuất hiện 5 năm trên thị trường, sản phẩm Hemosan đã khẳng định được vị thế của mình trong lòng cộng đồng, góp phần cứu sống hàng triệu lá gan của người Việt. Hemosan mang theo niềm hy vọng cho những bệnh nhân viêm gan, xơ gan, ung thư gan, giảm tỷ lệ mắc mới và tử vong do các bệnh lý về gan ở Việt Nam, đem đến cơ hội cho cả bệnh nhân nghèo được an tâm điều trị với chi phí phù hợp.